xin chào anh chị và các bạn. Xin chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh của Tuấn Anh. À, ngày hôm nay thì mình nhận được một cái câu hỏi khá là thú vị. Đó là làm thế nào để khách hàng hiểu rằng vấn đề của họ đang rất nghiêm trọng và họ cần sử dụng đến dịch vụ của mình. À, đây là một cái câu hỏi rất thú vị ha chúng ta sẽ thấy như thế này nếu mà may mắn chúng ta sẽ gặp những cái khách hàng mà họ đang hiểu rất rõ vấn đề của họ họ cũng đang rất là chăn trở họ tìm giải pháp và trong những cái trường hợp đó thì khả năng thành công của chúng ta sẽ rất là cao tuy nhiên phần lớn những cái trường hợp thì chúng ta thường gặp những khách hàng đang không biết vấn đề của họ họ không biết điều mà họ không biết và thậm chí họ cũng không biết cái mức độ nghiêm trọng của vấn đề mà họ đang gặp phải vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ góc nhìn của bản thân mình về trường hợp này ha trước khi đi vào phần trả lời chi tiết mình phải nhấn mạnh một điểm như thế này cho dù bạn đang bán bất cứ một cái sản phẩm gì quan điểm của mình thì sản phẩm hay dịch vụ của bạn phải thực sự mang lại lợi ích phải thực sự giải quyết được vấn đề mà khách hàng đang mắc phải còn trong trường hợp ngược lại chỉ bởi vì bạn đang cố đang tìm mọi cách để bán hàng và hứa mọi cách để khách hàng đồng ý với bản thân bạn thì đây không phải là một cái giải pháp tốt và đây cũng sẽ không phải là một giải pháp toàn vẹn và lâu dài trước khi đi vào phần giải pháp mình muốn kể cho bạn nghe một cái câu chuyện cái đây một thời điểm cũng khoảng tầm hơn 10 năm thời điểm đó khi mình mới start up mình cung cấp một cái dịch vụ quảng cáo bất động sản mình có một cái trang web gọi là info nhà đất ở ra đời năm 2019 và tại thời điểm đó thì dịch vụ của mình cũng khá là đơn giản thôi đó là một cái nơi mà khách hàng đặc biệt là những anh chị đang sở hữu nhà, đang bán nhà chính chủ hoặc nhà cho thuê thì họ sẽ cần một cái nơi nào đó để quảng cáo thông tin về bất động sản. Thời điểm đó thì phần lớn những cái thông tin thì đang trên uh, báo môn bán giấy và sau này một vài năm sau mới có báo mua đạn internet cái dịch vụ của mình thì rất đơn giản khi mà khách hàng có nhu cầu bán nhà hoặc là cho thuê nhà bên mình sẽ có một cái dịch vụ tele sale và tư vấn đến khách hàng nếu như họ đăng tin thì họ sẽ có ít nhất thời điểm đó là bốn cái hình thức đăng tin một là tin thường hai là tin vip ba là tin banner bên tay phải và 4 là hình thức cao nhất gọi là banner chính, banner trên trang chủ. Dành cho những bạn nào chưa biết thì tin thường là những tin chỉ được đăng thông tin chính chủ của chủ nhà và tin này sẽ được đăng cho đến khi nào được bán thì tin tức mới bị gỡ ra khỏi hệ thống. Thứ hai đó là tin VIP là tin có trị giá 300 ngàn. Khách hàng sẽ được chụp hình đăng tin VIP thì tin này sẽ được in đậm và sẽ có một cái logo, một cái biểu tượng VIP nhấp nháy và rất là nổi bật trên trang web của bên mình. Thứ ba đó là cái tin banner tay phải. Thì bên cạnh việc chụp hình thì bên mình còn có người trực tiếp đến có thậm chí là quay phim lại cái bất động sản đó và bên cạnh họ có một cái thông tin chính gọi là tin VIP thì họ có thêm một cái banner nhỏ nhỏ hình bên, bên đây phải kích thước khoảng tầm 200 đến 300 và cái banner này sẽ được duy trì trong thời gian khoảng một tháng. Hết một tháng đó thì cái banner bị gỡ xuống và đương nhiên cái tin VIP của họ vẫn được duy trì cho đến khi nào tin của khách hàng được bán hoặc là kết thúc thì mới gỡ khỏi hệ thống cái loại hình thứ nhất loại hình ưu tiên đặc biệt đó là tin trên banner trên trang chủ thì vị trí này nó sẽ có giá trị khoảng tầm 1 triệu đồng trong một tháng và tương tự như hình thức banner vip bên tay phải là 500.000 một tháng thì vị trí cao nhất này nó sẽ có giá là 1 triệu đồng được đăng banner to chỉ duy nhất 7 vị trí trên trang chủ và mỗi một tháng khách hàng sẽ phải chi trả là khoảng 1 triệu đồng thời điểm đó thì công ty mình còn rất là nhỏ và có hai bạn nhân viên đi kinh doanh đi thị trường mỗi khi có một khách hàng có nhu cầu muốn bán hoặc là cho thuê thì bên mình sẽ có một nhân viên đến khảo sát lấy thông tin bất động sản thông tin về sổ đỏ chụp lại hình ảnh của căn nhà và tư vấn khách hàng chọn cái phương án là tin thường, tin VIP, banner phải hoặc là banner trên trang chủ. Thời điểm đó thì các bạn nhân viên tư vấn tại văn phòng rất thích mình lấy những cái tin to. Bởi vì thời điểm đó mình chỉ dùng mỗi hai cái chiến thuật nó rất đơn giản. Ví dụ như thế này, khách hàng có một cái văn phòng và họ đang cho thuê với giá khoảng tầm 1.000 đô một tháng. Mình lấy ví dụ này đơn giản cho bạn dễ hình dung ha. Và thời điểm đó mình hay dùng một cái kỹ thuật gọi là so sánh, tạo ra một cái sự so sánh tương phản giữa được và mất. Mình nói với khách hàng đơn giản như thế này, anh chị đã cho thuê cái bất động sản này, cái văn phòng này bao nhiêu lâu rồi? Thường họ sẽ trả lời có thể là một tháng, 2 tháng, 3 tháng, thậm chí dài hơn là chưa cho thuê được. Mình hỏi tiếp vậy thì mỗi tháng trung bình, anh chị đang nếu như mình cho thuê khoảng tầm 1.000 đô một tháng, vậy thì chỉ cần một tháng không cho thuê được thì có phải là anh chị đang mất đi khoảng 1.000 đô la Tại thời điểm năm 2019 thì một đô la đang có giá trị khoảng 17.000 đồng tiền Việt Nam. Và như vậy là chỉ cần một tháng không cho thuê được thôi, khách hàng đang mất đi khoảng 17 triệu đồng. Và nếu như hai tháng thì đó là 34 triệu đồng và 3 tháng nó tương đương 51 triệu đồng. Đó là một con số rất lớn nếu như khách hàng không cho thuê được văn phòng của mình, đúng không? Vậy thì sau khi khách hàng nhận ra được cái vấn đề Tức là nếu như không cho thuê được thì chỉ cần mỗi tháng họ sẽ mất đi khoảng 17 triệu đồng và 3 tháng có thể mất đi là 51 triệu đồng Vậy thì chỉ cần đơn giản thôi nếu như họ đang Ban nơi bên mình mình ấn định luôn là nếu anh chị thuê cái banner nơi bên em khoảng tầm 3 tháng chỉ mất có 3 triệu đồng thôi nhưng anh chị có thể là cho thuê sớm hơn rất là nhiều chứ chậm một tháng thì mình mất khoảng tầm 17 triệu đồng và 3 tháng là khoảng tầm 51 triệu đồng. Với cách thức này thì khách hàng thường ra quyết định dễ hơn rất là nhiều. Và thực tế bên mình bên cạnh việc đăng tin ở vị trí gọi là banner VIP thì bên mình còn đăng tải cái thông tin của họ lên rất nhiều những kênh tại thời điểm đó như là Dòng bay, như là én bạc, như là bất động sản, như là nhà đất, rất nhiều những diễn đàn khác nhau thời điểm đó bên mình đã đăng tin trung bình một tháng Uh, dịch vụ bên mình đang giúp được khoảng tầm 300 bất động sản Giao dịch thành công Cái điều mình muốn chia sẻ chính Cái chiến lược chính mình đã sử dụng Trong cái câu chuyện và vừa kể với các bạn Đó là tạo ra một sự so sánh giữa Được và mất Quay trở lại câu hỏi của bạn về bán hàng trong ngày hôm nay Làm sao để giúp cho khách hàng nhận ra rằng Họ có sự cần thiết Họ cần gấp để sử dụng sản phẩm dịch vụ của chúng ta Thì vẫn là bản chất cốt lõi là dịch vụ hay sản phẩm chúng ta phải giải quyết được vấn đề của khách hàng và thứ hai chúng ta sẽ cần phải thuyết trình cần phải chỉ ra và đặc biệt cách tốt nhất là hãy đặt câu hỏi để khách hàng nhận ra rằng nếu như họ không sử dụng sản phẩm dịch vụ của chúng ta thì họ sẽ mất một khoản cái điều mà họ mất mát càng lớn thì cái chi phí nếu như họ phải đầu tư cho sử dụng sản phẩm dịch vụ của chúng ta và cái sự chênh lệch này, nếu như khoảng chênh lệch nó càng lớn thì việc họ ra quyết định càng trở nên dễ dàng hơn. Vậy thì để có thể có một giải pháp toàn vẹn cho câu chuyện này, việc của chúng ta chính là hãy ngồi xuống liệt kê càng nhiều càng tốt những lý do nếu như khách hàng không sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của chúng ta ngay lập tức hay là ngay lúc này hay ngay trong tuần này thì đây là 10 điều có thể họ sẽ bị mất đi nếu không sử dụng sản phẩm dịch vụ chúng ta. Tuy nhiên thay vì chúng ta trình bày đây là 10 điểm anh chị sẽ bị mất đi nếu không sử dụng sản phẩm dịch vụ của bên mình hãy lần lượt đặt từng câu hỏi để khách hàng có thể tự cảm nhận được đây là những mất mát nếu như họ không sử dụng sản phẩm dịch vụ của chúng ta còn làm thế nào để đặt được cái câu hỏi để khách hàng chạm được cảm xúc làm thế nào để khách hàng tự trả lời làm thế nào đặt câu hỏi mà khách hàng nhận ra đó chính là vấn đề của họ thì trên kênh của mình cũng đã có cái video về nghệ thuật đặt câu hỏi trong bán hàng hoặc một lúc nào đó mình cũng sẽ chia sẻ thêm về cách đặt những cái câu hỏi mà chạm đến cảm xúc của khách hàng bởi vì thật ra tất cả những quyết định bán hàng có đến 80% là quyết định về mặt cảm xúc đây chính là cái câu trả lời cũng là cái góc nhìn của mình về cái câu hỏi của bạn trong ngày hôm nay nếu như bạn có những cái câu hỏi khác về bán hàng đừng ngần ngại hãy comment xuống bên dưới bởi vì YouTube thường ưu tiên cho những video có nhiều like cho nên nếu như bạn thích video này và những cái video khác đã được chia sẻ có giá trị trên kênh thì hãy bấm subscribe, bấm thích để lan tỏa video đến nhiều người hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.